Dạ vâng, em Thảo, siêu thị ô tô Cũ Nghiên xin kính chào toàn thể quý vị, quý chị và quý khách hàng nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ em trong ngày hôm nay. Thì hôm nay em tiếp tục lên sóng báo giá chi tiết một mẫu xe vừa mới cập bến tại siêu thị ô tô Cũ Nghiên. Anh chị đúng chân mẫu xe mà em giới thiệu sau đây thì anh nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922. Địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư Phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm trên đường quốc lộ 5 hướng Địa Lội xuôi về phòng đấy ạ. Anh chị là mới xem video clip của em thì hãy nhớ cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh và một chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất mà em đăng tải hàng ngày quý vị nhé. Và hãy chia sẻ video cho em để cho những quý vị quý chị nào đang có nhu cầu mua hoặc là bán xe, trao đổi xe thì hãy cứ nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Thảo nhé. Dạ vâng, trước màn nhỏ của quý vị quý chị và các bạn một mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback 1 đầu và bên em đang có mức giá là 265 triệu đồng. Chiếc xe này có làm suất là 2015 và đăng ký lăn bánh là 2016 quý vị nhá. Một mẫu xe bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Ấn Độ. Em mang lốp sơn xi màu bạc cực kỳ là đẹp luôn. Em mang biển số xe 90A04745. Đó, anh chị nhìn này. Sơn xi thì rất là đẹp luôn. Và đăng kiểm em này thì còn rất là dài. Đó, anh chị nhìn này, một mẫu xe form dáng cực kỳ là đẹp luôn anh chị nhá. Em cam kết cho anh chị bằng giấy tờ văn bản, xe không đâm sâu tai nạn, không ngập nước. Đó, một mẫu xe form dáng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, anh chị nhìn này. Sơn xi thì cực kỳ là sáng bóng. Không có một vết xước nhỏ là như chị nhá. 265 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015 và đăng ký là lăn bánh 2016. Chiếc xe này chủ xe độ lên màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đó, sau đây em tiến đến phần nội thất này. Anh chị đúng chân mẫu xe này thì đến trực tiếp cửa hàng em hoặc là alo trực tiếp cho em nhé. Đây ạ, anh chị vô lăng ba chấu cực kỳ là chắc chắn luôn. Một mẫu xe nội thất thì cực kỳ là tươi. Nội thất được chủ xe bọc ghế da màu đen và màu sữa kết hợp cực kỳ là ăn ý và đẹp luôn anh chị nhé. Nhìn xe rất là nổi bật đấy ạ. Trần lỉ vẫn theo xe này. Đó, trần lỉ theo xe. Đây chị, phần đinh bấm đấy ạ. Anh chị nhìn rõ phần đinh bấm không? Đinh bấm thì cực kỳ là đều. Cam kết cho chị là xe zin toàn xe luôn, không có một lỗi nhỏ là 265 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai i10 bản nhập khẩu. Đây anh chị nhìn các ốc bản lề cánh cửa bên lái đây. Các con ốc được cực kỳ là đẹp anh chị nhá. Rất là tròn trịa luôn. Không có dấu hiệu của cà lê, mỏ lết động chạm vào gì cả. Đây vòi voi còn như mới luôn. Đó, anh chị nhìn phần tắt đi đấy ạ. Tắt đi cánh cửa bên lái quý vị nhá. Độ sần da còn cực kỳ là đẹp. Đây là phần nút chỉnh điện đấy ạ. Rồi là phần keo chỉ đây. Anh chị xem phần keo chỉ này. Đó, một mẫu xe còn rất là đẹp nha chị nhá. Anh chị nào đúng chân mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback 1 đầu thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo ạ. Đây là bộ phận ghế da đằng sau. Nội thất thì cực kỳ là tươi, rất là đẹp luôn. Để phần tăm ni đi ạ. Tăm ni cánh cửa sau lái quý vị nhá. Rồi là cái phần keo chỉ đây. Keo chỉ còn cực đẹp luôn. Một mẫu xe bản nhập khẩu đi cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ nhé chị nhá. Đây là phần đinh bấm. Anh chị hãy nhanh tay đến trực tiếp cửa hàng em, alo trực tiếp cho em để lái thử và trải nghiệm rất nhiều những mẫu xe mà bên siêu thị ô tô Cũ Nghiên em đang được chào bán và giá bên em thì cực kỳ là ưu đãi cho quý vị, quý anh chị và các bạn nhé. Đấy chị nhìn nội thất này, cực đẹp luôn. Một mẫu xe nhìn rất là mới. Đây ạ, phần bàn lề cánh cửa bên phụ đây. Đó, anh chị nhìn thấy các con ốc, tất cả góc máy này cực kỳ là đẹp luôn đấy chị nhá. Đây là phần cánh các ốc bàn lề cánh cửa bên lái đây, bên phụ đây ạ. Rồi phần táp ni đây. Đó, phần táp ni đây quý vị nhá. Độ sần da cực rõ nét và đẹp luôn. Đó, anh chị nhìn này. Phải nói một mẫu xe siêu đẹp. Nhập khẩu thì những dòng nhập khẩu thì đi được tôn vỏ của nó cực kỳ là chắc chắn rồi. Rất là chắc chắn và đẹp. Đó, anh chị nhìn này. Mọi bộ phận của xe còn rất là đẹp nha anh chị nhá.
các con ốc, rồi là từng đinh bấm một vẫn còn nguyên zin luôn. Táp ni này, đó, xe cực đẹp luôn chị nhá. Đây phần keo chỉ cánh cửa sau lái, sau phụ đấy ạ. Còn rất là đẹp luôn. Anh chị nào đúng chân mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015 và đăng ký lăn bánh 2016 với mức giá là 265 triệu đồng. Nhà này bao gồm phí hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc trong việc khởi động động cơ máy của chiếc xe này. Mọi chức năng bên trong của chiếc xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015 và đăng ký lăn bánh là 2016 vị nhá. Mà với mức giá bên em chào bán thì cực kỳ là hợp lý, 265 triệu đồng. Sau đây sẽ nổ máy đấy. Đây ạ, anh chị nhìn phần còi này. Màn hình đầy đủ rồi. Đây hộp số đây chị nhá. Hộp số đấy ạ. Đồ vô lăng cực đẹp luôn. Đây ạ, xi nhang phải này, xi nhang trái. Đó, cần gắn mưa quý vị nhá. Mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất là ok. Đó, mẫu xe cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ, cái nút kính chỉnh điện. Nút kính chỉnh điện còn hoạt động rất là bình thường nha quý vị nhá. Mọi chức năng hoạt động của xe còn hoạt động rất là bình thường. Tấm chắn nắng cho cả người lái, cả người ngồi bên cạnh luôn. Đèn trần đấy ạ. Trần lý vẫn theo xe. Đó, một mẫu xe còn rất là mới và đẹp luôn. Một mẫu xe phải nói là cực kỳ là ưa chuộng như chị nhá. Đó, vỏ thì rất là rõ ràng. Hộp số đấy ạ. Đó, xe thì rất là đẹp. Sau đây nữa tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe cho anh chị và các bạn xem nhé. Phần khoang động cơ của chiếc xe Hyundai i10 này, mọi chức năng hoạt động thì rất là ok rồi. Nội thất thì rất là tươi, sơn xi thì rất là sáng bóng. Bây giờ chỉ còn phần khoang động cơ thôi, em sẽ quay chi tiết cho chị xem. Dạ vâng, đây là phần khoang động cơ chiếc xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015 và đăng ký lăn bánh là 2016. Đó, máy móc thì rất là khô ráo. Xe này cam kết cho chị là xe không đâm sơn lạm, không ngập nước. Em cam kết bằng giấy tờ văn bản. Đây là tai đèn bên lái này, rằng trước đây ạ. Đó, chỉ các con ốc này còn rất là đẹp luôn. Đây là tai đèn bên phụ đây. Rồi là các con ốc của máy này vẫn còn rất là zin như chị nhá, rất là đẹp. Rồi các phần đinh bấm của lóc capo đây. Mọi chức năng của xe thì hoạt động rất là bình thường. Đó, các con ốc thì còn rất là zin. Máy móc thì nổ cực kỳ là êm. Đó, chị nhìn này, máy móc rất là khô ráo chị nhá, không có dấu hiệu của gì dầu hay là đụng chạm rất là nhiều luôn, không có vấn đề gì cả luôn. Không có dấu hiệu đụng chạm của cà lê một lết này, vẫn còn dấu sơn. Xe rất là đẹp đấy ạ. Anh chị nào đúng chân mẫu xe này thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Một mẫu xe còn cực kỳ là đẹp luôn. Dạ vâng, và vừa rồi em đi qua chi tiết một mẫu xe vừa cập bến tại siêu thị ô tô Cũ Nghiên. Anh chị đúng chân mẫu xe mà em vừa giới thiệu thì hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho em nhé. Theo số điện thoại là 0963 040 922. Địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư Phố Lô B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm trên đường quốc lộ 5 hướng đi Hà Nội xuôi về phòng đấy ạ. Một mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015 và đăng ký lăn bánh là 2016. Với mức giá bên em chào bán xe này là 265 triệu đồng, có bao gồm phí rút hồ sơ và cũng có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc cho chị các bạn nhé. Anh chị là mới xem video clip của em thì hãy nhớ cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để thường xuyên cập nhật video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày ạ. Rồi, sau đây em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị quý chị video tiếp theo.